Chào mừng cả nhà, mình đã trở lại video tiếp theo trên kênh Già Làng Tây Nguyên nhé. Xin chào cả nhà. Sáng nay thì anh em mình đã dậy từ rất là sớm để đi tìm cái đường đi qua bên thác K40, nhưng mà nước lớn quá nên là mình không qua được cả nhà. Nước ngập rất là cao nên đi qua sẽ nó trôi, nên là mình không dám qua được cái dòng thác, cái dòng suối này nước to quá. Nên là hôm nay thì mấy anh em mình ở đây là 4 ngày rồi. Thì thức ăn thì anh em mình mang theo cũng đã hết rồi, thì còn mỗi con gà thôi. Thì ngày hôm nay thì anh em mình sẽ ăn thịt con gà nhé. Bây giờ mình đi tìm đường đi xuống dưới chỗ động thác K50 đấy. K40 thì bây giờ nước lớn quá, mình đang ở bên bờ bên này, tìm đường thì sáng giờ đi ở dưới kia đi lên rồi, nhưng mà không có chỗ nào để mà qua hết. Ở đây có chim gì nó nhiều lắm nhỉ. Mày đẩy này. Đi lên hướng này đây đi Huy. Đây đi sổ xuống đi. Nên là hẹn cả nhà mình để đợt sau khi mà nước nó xuống cạn rồi đó, thì mình sẽ quay trở lại đây, mình đi đến K40 cho mọi người xem nhé. Ở đây này nóng này nè Huy. Đúng rồi, nghi ngờ mà. Nè. Đây cả nhà xem này. Đúng rồi. Lúc sáng gặp ấy kia mình thấy mình nghi ngờ rồi. Đúng. Đấy. Đỏ. Đã nhờ. Đỏ rực luôn này. Đấy. Đã đã. Úi giời. Đây. Lấy sâu sâu. Úi. Đây cả nhà. Đây là cái nấm linh chi lim xanh nha cả nhà. Hiện tại cái loại linh chi lim xanh này thì mình vẫn đang có cung cấp bán cho mọi người sử dụng nhé. Nên ai có cần sử dụng linh chi lim xanh, linh chi cổ cò thì đều có hết nha cả nhà. Nhưng mà cổ cò thì hiếm hơn. Đây đây đây. Đấy. Lấy sâu dưới đất này. Hôm qua ở trên kia em cũng nhặt được một cây em đưa bác đây. Đấy. Ủa đây nè. Thấy không? Đây nè. Ui. Cái loại này mà nó mọc đi mà trúng ổ nó thì mình thu luôn một lần nó dễ. Đấy, mới sơ 4 cây rồi cả nhà. Những tay nấm khá là đẹp luôn. Và mình khi mà mình đi thu hoạch trong rừng thì mình sẽ chọn những cây nấm già thì mình mới lấy nha. Còn non thì mình không lấy được cả nhà. Quay đây nè. Đây này kia. Đã chưa? Cây này xong. Này. Tại nắm đẹp nhà. Ui đỏ rực bác này nhìn thích chưa? Ui. Đấy. Đoạn này góc sâu đi. Ui. Đây này. Ui. 4 cây luôn, 5 cây luôn. Này. Cây to thế. Ui cây kia to thế. Ừ. Cây này hai bữa nha. Ừ. Đấy, cái này. Lá nó che mất cái nấm lợi. Đây này. Nhìn xem cái tay nấm vĩ đại không. Đây này. Cây chỗ này thì nhỏ này. Đây này. Đã không? Bài luôn ạ. Đây này. Cái loại này mà mình đi mình gặp trúng ổ của nó đó, thì phải nói là thu mãi không hết luôn ấy. Có nhiều chỗ đi thu cả 20 kg. Bãi rồi. Ừ. Cũng bãi của nó đã lắm. Này, nhà xem này. Một tí xíu thôi mà đã chừng này nắm rồi. Đã thật đấy. Đi lên trên kia luôn, xuống cái đường chỗ nước kêu kìa. Đi ra lại chỗ K50 thôi chứ mà. Nước lớn quá, qua sông không được, qua suối không được. Rau dớn mọc đầy. Ừ. Phải dớn không? Rau dớn à. Lá này giống như lá tình yêu nhờ mà không phải này. Này giống như lá tình yêu mà không phải. Đây này đi. Lên gốc cây to xem còn. Đi lên gốc cây to đi.
đã đời à. Đó là cái đây là hên đấy, chứ chỗ đây chắc cũng có người họ đi qua đi lại nhiều đấy, nhưng mà họ mà không phải lọc của họ nên họ không lấy thấy được. Wow, cái cây này, cây gì, cái gì thì không biết. Cái rừng K50 này thì cái độ che phủ của rừng thì rất là nhiều cả nhà. Ôi, con sâu chiếu này. Kinh, để xem này. Ui ôi, sao nó to thế? Kinh nhờ. Con này cắn chắc cũng có độc nhờ. Không nghịch mấy con nhiều chân. Con này cũng có độc đấy. Thôi. Ui. Nhìn cái đá nha. Ôi. Sao nó em qua bên này luôn đi. Em qua bên này nó xuống đi ra ngoài chỗ thác kia. Sao nó đi quên mang giày, tự tưởng nó đi lội suối nên không mang giày. Lò mò từ nãy giờ thì anh em mình cũng đã tìm ra tới cái đường đi xuống đây, đây rồi cả nhà. Là hôm qua là có ở chỗ này thì có một đoàn khách khoảng cỡ 50 người đó cả nhà. Họ đang đi chơi ở trong thác đấy. Cảm thấy là quá nhiều luôn, quá nhiều người luôn. Bây giờ mình lại đi xuống chỗ cái đoạn K50 nhé. Đường này là đi vào trong hang đây cả nhà. Nhưng mà bây giờ mình xuống chỉ chỗ chân thác như này để mình làm thịt con gà đã. Ở chỗ này người ta đã khai thác du lịch rồi thì đường người ta đã làm cho mình đi đến nơi rồi nhé. Nên là mình không phải đi rừng, đi lội rừng như ngày xưa kia nữa. Bây giờ thì đi rất là dễ dàng rồi. Mình xuống đây có gặp người không nữa, hôm qua người đông lắm. Mấy cây cổ thụ đã nha. Ui. Chỗ này sao có tiền rồi đó cái đây. Nè. 10.000. Lọc. Đi qua rớt nha. À rớt. Chỗ đây thì hôm qua là người ta họ làm cái cầu này cả nhà. Quay được cái đó thấy thác rõ không Huy? Thấy rõ không? Nhưng mà ở đây xa quá. Ở đây thì xa quá. Thôi đi qua bên chỗ kia đi. Qua bên chỗ kia mình ngồi nước gà đi. Đằng sau lưng đây là mọi người họ đang cắm trại hồi tối hôm qua ngủ ở đây cả nhà. Quay lại cho mọi người thấy. Kia. Bên kia là những cái trại hôm qua là người ta đã cắm trại ngủ đó nhé. Đó. Quay thác đã nha. Đây là Huy. Đi qua được qua đường này không đi? Biết nước nó ra ướt người không nè. Cầu này mới làm hôm qua này. Hôm qua chỗ đây chụp ảnh hơi bị đẹp đấy. Công nhận người ta đi chơi nhiều nha. Vào đây đi. Rồi. Thôi khó đi ạ. Mọi người hôm qua ngủ chỗ kia, bây giờ sáng nay họ lên đây họ chụp ảnh đây cả nhà. Nên bây giờ mình đi theo họ lên kia xem thử. Hôm qua thì mình cũng muốn đi qua bên bờ bên này nhưng mà lúc đó chưa làm cầu đấy. Là đi không được, nên hôm nay mình thấy có cầu thì mình mới đi. Cá khu kia mới nhiều rồi, chứ đây khu chỗ này ít này. Đi lên đây luôn đi. Ê ê. Cẩn thận trơn nha Huy, trơn lắm đấy, trơn như mỡ luôn đấy. Cái đây là đá này trơn lắm này.
kiếm cái chỗ nào mà nó đừng có tạt mưa vô á, mình ngồi mình nướng. Căng quá hả? Cẩn thận nha. Rồi được 10.000 này. Không biết có ai thì cứ nhặt túi đại này. Người ta đi chơi nhiều quá. Rớt không rớt 500.000 lượng đi cũng đỡ, rớt có 10.000. Đây này quay qua mới đẹp Huy. Đây. Tới rồi. Được lên tới đỉnh rồi. Ơ đi chơi hả? Là gì đây? Đi nấu ăn hay là đi chơi? Hả? Dạ. Dẫn đi nấu ăn hả? Mình đi nấu ăn hả? Mình tập banana. Không, dân tập kinh. À, Duan. Đi. Đấy, chỗ đây nhìn đẹp nè. Hay là mình ngồi chỗ đây nướng gà đi. Thôi ra đây, đây nướng gà được á, nha. Để ra chỗ này tí nữa nè. Đây có củi không ta? Ngày cuối cùng thì mình còn lương thực cuối cùng mang theo là con gà, giờ phải ăn thịt gà cả nhà. Nó kháng hạt dội thì mình cũng đã giả chung với nhau rồi, thì mình đổ thêm một ít dầu nữa thì nó sẽ có độ bám dính nhé. Thì mình xoa đều lên gà thì nó thấm vào, thì tí nữa này gà nó sẽ rất là thơm. Ngồi cạnh một cái dòng thác hùng vĩ K50 này thì mà nướng thịt ăn thì phải nói là đúng bài rồi cả nhà. Rồi xong rồi, kẹp vô thôi. Trời rất là lâu luôn, họ đang chụp hình ảnh như kia là họ ông xòm kia. Rồi sao rồi thì trời chín hơn xa thì có thang một cái gần.
thì mình tranh thủ ngồi một tí xíu thôi, chứ để ngồi lâu là nó sẽ bị hắc, nó ướt cả nhà. Mà ngồi chỗ này thì nó mới đẹp được. Gà vẫn ươm đã đời à. Nó xén được rồi, nó nồng, nó thơm, nó thật đấy. Đây, bộ làm đôi luôn nhá. Cắt làm đôi ra rồi xé nửa cái này thôi. Thịt chín nhũn luôn mà. Ui, thịt đã nha. Rồi, ăn từ đầu xe tới đó đi. Đấy. Quá tuyệt. Rồi, xin mời cả nhà mình uống rượu nhá. Hôm nay không có ly cả nhà, nên uống chai luôn cả nhà ơi. Ui, sướng đấy. Xin mời cả nhà. Này không có ly cả nhà ơi. Mời cả nhà ăn thịt gà nhá. Trên kia cũng có mấy người ở Sài Gòn, họ ra họ đang đi chơi rồi đó cả nhà. Hôm nay là đông lắm. Từ hôm qua giờ thì ở đây thì tiếp đón đến 50 người rồi, trên 50 người rồi. Hết chỗ hết người này tới người khác nhiều lắm. Cảnh này mà uống rượu với ăn mồi thì phải nói là đúng bài luôn á. Rau rừng luôn lắm. Đúng không? Chú ơi, vô cháu ly rượu chú ơi. Chú đã chụp được nhiều ảnh chưa? Bắt đầu uống với cháu ly rượu đi. Hôm sáng đi quên mang cái ly mất chú ơi. Hôm sáng đi quên mang cái ly mất nên là uống đỡ đỡ trong cái nắp chứ. Cho em, anh quay một cảnh được không? Dạ được. Quay đây, đây. Đứng phía đây. Đây 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 chú. Mời chú nhá. Đây là rượu đây. Rượu đây là rượu cây khúc khắc đó chú. Dạ. Chú quay để làm gì đó, làm YouTube hả? YouTube. Dạ chú cũng làm YouTube hả? Mới bắt đầu làm. Chú làm ở Sài Gòn hả? Sài Gòn chơi mà. Dạ. Đứng ở kia lấy cái hát cũng đẹp. Rồi được rồi, đứng đó. Rồi. Rồi chào mọi người. Tình cờ hôm nay nếu đi lên thác K50 thì lại gặp được anh em già làng Tây Nguyên nha. Tên yeah. Của già làng Tây Nguyên này. Yeah. Đây già làng này, Tây Nguyên này. Còn yeah. Đây là Huy đúng không? Dạ yeah, đúng rồi. À, đúng rồi. Thôi có mời Hiếu rượu rượu gì? Rượu cây khúc khắc chú. À rượu cây khúc khắc. Yeah. Rồi. Rồi mời nha. Dạ. Yeah. Vậy kênh chú là kênh gì? À, khám phá thác trong rừng con Ca Kinh. À tên là khám phá thác hả? Hiếu Vlog. À Hiếu Vlog hả? Mời chú, ăn thịt rồi xong rồi uống rượu xong ăn thịt. Rượu uống được không chú? Ngon lắm. Đường vào đây nó nắng. Cháu thì cũng vô đây được 4 ngày rồi. Hôm nay hết thịt ăn rồi sẽ đi về. Mời chú nhá. Chiều nay là lên đường hay là tí bằng đất xong đây rồi là anh em dọn dẹp trên tí xong cháu về luôn. Dạ. À, Huy là quê ở ngoài ngoài Bắc, ngoài Bắc Thái Bình. Dạ. Dạ. Cháu thì ở trên Kon Tum. Đây theo dõi kênh hai anh em lâu rồi. Dạ. Nhà chú ở Sài Gòn hả? Ở Sài Gòn nhưng mà nhà anh em thì ở Gia Lai này, ở Cà Bang này. Dạ. Chú dùng mồi đi chú. Rồi, dùng liên em tới dùng mồi á. Rồi mời mọi người nhá. Mời mọi người nhá. Dạ. Dạ. Chắc gọi là anh em cho nó trẻ trung nha. Đúng rồi. Dạ. Mời anh một ly nữa đi. Anh Hiếu về lóc đúng không? Đúng rồi. Dạ. Mời anh nhé. Mời anh uống một ly với em. Rồi mời mọi người tiếp một ly nhé. Dạ.
Bên kia cũng đang có người xuống rồi. Ôi, nhiều người nên thế. Thì nắng lên là họ vào đây nhiều. Qua đây chơi. Nhưng mà bắt đầu ở ngoài huyện nó có dịch. Tại vì Covid á. Cho nên là nó cũng hạn chế người vào. Đi vô đi chơi thì cũng gặp được rất là nhiều người quen cả nhà. Hôm qua giờ gặp cũng nhiều người lắm rồi. Và bây giờ thì anh em mình xin phép cả nhà mình sẽ dừng lại video ở đây nhé. Và tiếp tục thì chiều nay thì anh em mình sẽ rời khỏi rừng và sẽ đi đến một địa điểm khác nhé. Và trong khoảng thời gian đi thì mình cũng sẽ ghi lại hành trình để cho mọi người theo dõi nhé. Rất mong mọi người đón chờ và xem những video của mình. Bây giờ anh em mình chào tạm biệt mọi người nhé. Xin chào tạm biệt mọi người.